Cake, ngân hàng số, nơi mọi việc thật dễ dàng, dễ như ăn cake. LG Xbungo, cháy cùng rác Việt. Và chúng ta đến với cuộc đời này để đem lại những thay đổi tích cực, có thể là đối với những người xa lạ, hoặc những người ngay gần chúng ta, hoặc thậm chí chỉ là đơn giản là chính bản thân mình. Yeah. G-O-N-G-O. Tôi muốn là hạt cát, cô đơn trôi đơn côi một lát và lang thang chung du nơi nào khác trong nghìn mảnh đời xa xôi. Ta như đồng hồ cát, đếm ngược ngày ta dần mục nát và không còn một lựa chọn nào khác ngoài nhìn cảnh thời gian trôi. Hạt bụi theo ngàn chung giao phương vào nỗi suy tư. Vạn vật trên trần gian thuộc về vũ trụ tuần hoàn. Thân xác rời cõi đời này để lại mỗi dị thư. Sống công hiến chứ không chỉ để giữ sự vận hạn. Càng ơi, không thể níu kéo ta dù cho người có muốn. Tâm hồn như thả trôi một ngày trời gió cuốn. That's right. Bao tài sản phút đó chẳng thể nào mang theo. Vô còn gì vua nữa là chiếc nhất và bàn tay liền chẳng ngang. Nếu còn những cơn đau ai thấu, bao lâu nay ai hay. Những giấc mơ bao năm lúc đầu cũng sẽ vội vãi một vai sau này. Và những tâm tư kia xa trong sâu, bao lâu nay không ai hay. Những thứ đang ở trong tầm tay cũng sẽ đổi thay chỉ sau một ngày vậy. Dòng họ tập trung lập không thời gian để làm nhiều việc khác. Sống thọ là khi công hiến lại cho cuộc đời này thật nhiều kiệt tác. Cảm thấy mình chỉ là hạt cát lơ lửng giữa các chiều không gian. Nhưng mà liệu có phải đam mê lấy đi của gia đình này một đứa con ngoan. Con biết thì cho công ga của phần viết. Alright, con biết trước khi nằm xuống không hồi tiếp. Yes sir, con biết vì khi tin tưởng nên biết mình lại. Người ta là sức cảm xúc trôi theo một hàng. Thầy lời xin lỗi vì lại có thuốc và những người xong. Không thể nào giúp mẹ những dạy ông cần. Suốt bao lần không thể nào giúp ba chặn lại những dòng suy nghĩ về con. Suốt bao năm những đứa con còn dài. Trách nhiệm sẽ đặt trên vai đi cùng những câu hỏi. Vậy ta để lại gì trước khi ta nhắm mắt? Trước khi đôi chân mỏi, trước khi tất cả ta ra rời. Khi mà ta vẫn còn đếm trải đủ vị đời từ những gì đang ngất. Hòa vào cùng lần khói và những cảm xúc không nói thành lời. Ta mới thấy được là một ngày chưa đi lại và có thể tận tâm. Sâu trong những sự việc tìm ra lý do để cho riêng mình. Bạn sẽ hiểu được rằng số phận này là do tự tay ta nắm bắt. Yes sir. Hay là đã được định đoạt từ bấy lâu nay. Nếu ta hóa thành cát bụi vào một ngày không xa, ta sẽ tiếp tục đi và cất thành quả trước khi cần quay về nhà làm việc mình xứng đáng. Trước khi thân xác lụi tàn, có tình yêu là thứ quý giá sẽ hóa theo ta thành cát bụi và về hạt bụi nào. Hóa kiếp thân tôi dọi theo ánh mặt trời, theo suốt một đời giờ kiếp vẫn trời ha. Và tiếng động nào ra sẽ không nuôi để hôn ta chơi bay theo nhịp gió đi khắp mọi nơi ha. Nên hãy nắm lấy chớ vội buồn, việc mình làm vẫn chỉ vì biết được hướng vào xuồng xa. Gian nan lắm đấy ha, lấy chớ vội thuôn nhị ra mình buồn khóc với chiếc điện thoại đang chế độ chuồng ha. That's why every single day got no go. Why every single day to keep my soul. Why every single day pressing for. Why every single day so keep my flow. Why every single day got no go. Why every single day stuck in my zone. Why every single day rising flow. Why every single day stuck with my flow. Cake, ngân hàng số, nơi mọi việc thật dễ dàng, dễ như ăn cake. LG Xbungo, cháy cùng rác Việt.